Chúng ta sẽ học tiếp các cái lệnh liên quan đến âm thanh và âm nhạc. Hôm nay chúng ta sẽ học xong cái khái niệm mới là khái niệm nhịp, nhịp trống và các cái lệnh để mà gõ trống. Đầu tiên chúng ta liên quan học cái khái niệm liên quan đến nhịp hay là tiếng Anh gọi là beat. Beat thì đây là một trong cái lệnh rất là hay của Scratch nhé. Đây thì chúng ta hiểu khái niệm nhịp hay là khái niệm là beat đấy. Thì beat là cái gì? Beat là một cái nhịp hay là nhịp trống, là một cái đơn vị thời gian tính bằng một cái nốt đen hay là một cái gọi là một cái nhịp cơ bản. Thì cái nhịp này là đóng vai trò rất là rất quan trọng trong tất cả những lệnh liên quan đến âm thanh trống và nhạc trong Scratch. Đấy. Thì cái lệnh set tempo to là cái lệnh mà thiết lập cái nhịp trống đó, cái nhịp đó. Thế thì mặc định thì cái đây là lệnh set tempo này. Thì mặc định thì là phần mềm nó đặt chế độ là có 60 bit trên một giây, cái BPM là bit per minute là 60 bit trên một giây. Tức là mỗi bit là một giây. Như vậy là khi chúng ta mà thiết lập cái bit này thì mặc định là mỗi một giây là một cái nhịp hay là một nốt đen ở trên màn hình. Thì cái lệnh ngoài cái lệnh là set tempo ra còn có cái lệnh là change tempo là thay đổi cái tempo là tăng lên là bao nhiêu hay là giảm đi bao nhiêu bit. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu cái này. Thì cái lệnh đầu tiên mà chúng ta sẽ học là cái lệnh là đánh trống đấy nhé. Lệnh này là đánh cái trống loại gì, ta bấm lên ta có thể tìm được cái loại trống đây. Đây cái loại trống đây nhé, mặc định là trống số 1 thôi, là trống cơ bản. Thì ta đánh một lần đánh trống, đây lệnh đánh một trống mà trong vòng bao nhiêu phần trăm của bit. Như vậy khi để là đánh trống 0,25 bit, tức là gì? Tức là một bit thì đánh là 4 lần trống. Nếu ta để đây là 1 thì là một bit thì đánh một trống. Thì chúng ta thử cái lệnh này nhé. Thông thường cái này người ta không để một lệnh mà ta để trong cái vòng lặp. Người ta đánh ra chuột thử để nghe nhé. Thì đánh một lần thôi, bây giờ tôi sẽ cho vòng cái vòng mà như này ta nghe nhiều hơn. Đó. Chúng ta nghe thử nhé. Và đây là đánh mỗi một bit thì đánh một nhịp trống. Chúng ta nghe thử. Đấy, như là một giây hay là một bit ấy, thì là một trống. Chúng ta làm lại nhé. Vì chúng ta để ở đây là 0,5, như vậy là 0,5 bit thì đánh một trống, tức là một bit thì đánh hai lần trống, mà một bit đây là một giây. Chứ hiểu là người ta hiểu là một giây thì đánh hai lần trống. Nghe thử này, thấy chưa? Như vậy là cái khoảng cách giữa hai lần đánh trống đó là 0,5 giây. Nếu chúng ta đặt đây là 0,25 thì nó sẽ nhỏ hơn, thì nó làm 0,25 thì như vậy là đây là mỗi một giây, mỗi một bit đấy là đánh là bốn, là mỗi bit là đánh 4 lần trống. Đấy. Được chưa? Thì chúng ta sẽ làm thử nhé, chúng ta làm thử cái lệnh này nhé. Thì vì để mô tả cái lệnh này, chúng ta để mô tả hơn kỹ nữa hơn nữa cái phần đánh trống này, thì chúng ta sẽ không dùng con mèo mà chúng ta tìm một cái nhân vật khác mà nó có khả năng nó nhảy múa để chúng ta quan sát được. Thì đây, ví dụ đây là một cái người mà có khả năng, đây chọn cái bạn này. Các bạn có thấy cái chữ hip hop này thì đúng là cái người mà có khả năng là nhảy múa nhé. Hoặc chúng ta bên này chúng ta tìm cái nhóm là gì, là cái nhóm dance là nhảy múa đấy. Thì chúng ta sẽ tìm những người, tất cả những người này đều có khả năng là nhảy múa theo nhịp trống cả. Chúng ta làm thử với bạn này nhé. Đó, như bạn này là cái bạn, bây giờ cho bạn là nhỏ hơn một chút nhé. Rồi, thế bây giờ cái nhịp trống đây, nhịp trống đây tôi sẽ để hơn được, tôi copy cho bạn này nhé. Và cái bạn này với con mèo tôi có thể xóa đi, và tôi sẽ đây nhé. Bây giờ chúng ta để cái nhịp trống là nhịp trống là 0,25 bit, tức là một giây đánh 4 nhịp trống. Bây giờ tôi sẽ cho cái bạn này, bạn nhảy theo nhịp trống nhé, được chưa? Rồi, bây giờ tôi sẽ cho bạn này nhảy như này. Bây giờ chúng ta làm ở đây, và chúng ta sẽ cho cái lệnh là cho nó nhảy liên tục, thì chúng ta dùng cái là cho vòng forever. Và
Đây là các bạn xem qua cái bạn này nhé, thì có rất nhiều cái trang phục này. Chủ đề chính là thay đổi trang phục này chính là làm cho cái này sẽ chuyển động đấy. Rồi chúng ta xem nhé. Chúng ta dùng cái lệnh là next costume để thay đổi, để cái người này thay đổi cái trạng thái. Nhưng mà cái khoảng cách hay là thay đổi là như nào, nó phải phù hợp với bên này. Ở bên này là mỗi nhịp trống là không phải là nhịp trống là 0,25 bit, tức là 0,25 giây. Chúng ta phải đưa vào đây một cái khoảng chờ là 0,25 giây, 0,25 giây. Như vậy là bạn này sẽ thay đổi cái trang phục theo mỗi một lần, mỗi một cái nhịp trống, được chưa? Vậy trống đây nhá. Trống đánh là một bit là đánh 4 lần, là 0,25 giây là một lần trống, thì những 0,25 giây là một lần thay đổi trong một thay đổi trang phục. Bạn này bạn nhảy, người ta làm thử này, người ta xem này, thấy không? Như vậy là cái bạn này bạn thay đổi cái trang phục hay là ta nhảy múa đấy là theo cái đó, được chưa? Bây giờ chúng ta làm tiếp nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cho bạn này là vừa nhảy múa nhưng vừa chạy từ bên này sang bên này và quay lại như này, được chưa? Bây giờ chúng ta làm thử, chúng ta sẽ phải thêm một lệnh nữa cho nó xong xong như thế này nhé. Và chúng ta sẽ cho bạn này chạy như thế này đây, thấy chưa? Bây giờ cho bạn là cứ sẽ dịch chuyển xong mỗi lần mà nhảy thì dịch chuyển sang bên phải, dùng cái lệnh gì? Dùng cái lệnh là change x by bao nhiêu đó, thấy chưa? X by là ví dụ như là chậm thôi là 3, và như vậy là thay đổi mỗi một sau mỗi lần 0,25 giây thì ta bạn đã nhảy sang bên bên phải là một đơn vị. Nhưng mà khi mà đến gặp khi mà gặp bên trái thì sẽ cho người đó là lùi lại nhé, bật trở lại. Thì ta dùng cái gì? Chúng ta dùng cái lệnh là gì? Vì chúng ta đợi một chút thì tôi sẽ mô tả cái bạn này nhé. Bạn này là bạn đã có cái hướng thôi, được ta dùng bạn này đang có cái hướng là nhìn sang bên phải, chúng ta dùng không lệnh trên mà chúng ta dùng lệnh múc thì hay hơn nhé. Đấy, như vậy là múc là 3 này. Rồi bây giờ ta đổi lại cái lệnh này, lệnh này múc đây nhé, múc này, quay này, nếu góc cạnh thì quay trở lại đó nhé. Bây giờ múc được cho bạn này, bạn ấy là khi bật trở lại thì nó không bị lộn đầu xuống dưới. Chúng ta dùng lệnh này, đây là set rotation style to left right, ta để vào đây đó. Bây giờ ta sẽ quan sát này nhé, quan sát bạn này nhé. Như vậy là bạn ta vẫn vừa vừa đi vừa chuyển động sang bên phải với vận tốc là ngắn là rất nhanh, rất là chậm là 3 giây, là 3 bước, là 3 bước. Còn bạn này đang chuyển động sang bên phải, khi gặp cạnh thì là bạn ấy sẽ chạy sang bên trái, hay bên sang bên trái rồi đấy nhé. Chúng ta có thể cho con bạn chạy nhanh hơn một chút nhé, để bạn ta để lên là 5 giây sẽ nhanh hơn này. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ sửa đổi một chút nhé. Chúng ta sẽ đưa vào đây một cái cảnh cho đẹp. Chúng ta chuyển sang cái nền mà chúng ta sẽ đưa vào đây cái nền thật đẹp để cho quan sát cái nền là cho nó cái đó nhảy được nhé. Đây, chúng ta tìm cái nền nào đó nhé, để cho tìm cái nền mà các bạn nó có thể đi trở lại vừa đi vừa nhảy, để dùng lệnh này cái nền này nhé. Đây, bạn ở đây nhé. Đó thì bây giờ nó sẽ hay hơn rất nhiều lần này. Đây đó, thấy hay hơn không? Bây giờ chúng ta sẽ làm hay hơn nữa, chúng ta sẽ cho vào đây hai bạn nó đều biết nhảy nhé. Ta bấm vào đây và ta tìm một người bạn nữa, cái bạn biết nhảy nữa nhé. Đây ta tìm một người bạn nữa hay hơn là ví dụ bạn này nhé. Hai bạn sẽ cùng nhảy và sẽ thấy rất là hay. Đó, bạn này tôi cho để ở đây nhé, bạn này để ở đây, bạn này mà cho bạn này nhỏ đi một chút. Đấy, được chưa? Bạn này sẽ ở đằng sau một chút nhé. Rồi, và cũng như vậy, bạn này cũng sẽ nhảy giống như ở đây. Tôi sẽ cho bạn này làm lệnh này, lệnh nhảy đây. Lệnh này sẽ lệnh tôi copy cho bạn này. Copy cái này nữa cho bạn này. Rồi, vì bạn này nhé, bạn này tôi sửa đi một chút. Bạn này sẽ đi với vận tốc khác nhé. Đi vận tốc nhanh hơn này là 10 chẳng hạn nhé. Và đây bạn này sẽ nhảy với vận tốc là chậm hơn một chút, ta để cho chờ là 0,5 giây. Được chưa? Rồi. Và cái này vẫn là như cũ nhé. Và sẽ dịch chuyển, nào các bạn chúng ta cùng xem nhé. Đấy là như vậy là cái lệnh chống đó là nó sẽ, cái nhịp chống đó là chúng ta cảm thấy
nhau rất là này. Được chưa? Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ sửa lại một chút cái lệnh này nhé. Bây giờ tôi muốn là như thế này. Tôi muốn là cứ mỗi một lần và cái người này khi mà chuyển động vòng lại thì ta tăng cái nhịp trống lên, thì trống nó sẽ đánh mạnh hơn nhé, mạnh hơn, trống sẽ đánh mạnh hơn. Thì ta tăng nhịp trống lên bằng bằng cách nào? Thì ở đây là kể thôi, là kiểu này tôi sẽ đưa thành một bài tập, các bạn sẽ làm bài tập thì nó hơi khó hơn một chút. Thôi bây giờ chúng ta dừng lại ở đây thôi, và tôi nói thêm một chút nữa về cái trống đó. Thì cái lệnh nhắc lại là cái lệnh play drum chính là cái lệnh mà chúng ta có thể dùng làm nhịp trống ở đây, được chưa? Thì thì có rất nhiều những cái trống, có loại trống mà chúng ta có thể nghe được. Để ví dụ nhé, bây giờ tôi giả sử tôi muốn nghe đồng thời cả hai loại trống thì làm thế nào, thì ta làm ta chạy để không xong thôi, không có gì cả. Đây ta copy cái này mà ta để không xong ở đây, và ở đây ở trong này cái trống này là trống đầu tiên, là cái trống này, cái trống thứ hai ta để trống đánh đây, ở trống này nhé, nghe thử này đó. Chúng ta nghe thử, để đây ta để như này thì nghe được cả hai loại trống. Nào, chúng ta nghe thử này. Đấy, như vậy là vừa trống đầm ở dưới mà vừa trống trống ở trên, trống bằng kim loại ở trên các bạn nghe này. Được chưa? Thì đó là khi chúng ta có thể mở rộng cái bài này ra với rất nhiều những chương trình khai hát khác nhau, có thể cho các bạn học sinh là vừa nhảy múa vừa hát được. Chúng ta sẽ được học cái lệnh, chúng ta sẽ làm thử, thì các bạn sẽ đưa một bài hát vào đây và vừa nghe hát trên cái nền trống như thế này. Thôi mà chúng ta dừng lại ở đây, chúng ta sẽ kết thúc ở đây nhé.